mà ngày hôm nay bà không đi casting vở kịch Chàng trai của gái xấu xí gì hả? Ngày mai tôi mới casting. Ồ, tại hôm bữa tôi nghe bà nói là ngày 20 bà đi casting. Ừ, thì đúng rồi, 20 tôi mới đi mà. Hôm nay là ngày 20 mà Kim Chi. Bà đây, tào lao quá, hôm nay mới có ngày 19 à. Nè, hôm nay là ngày 20 hả? À. Ê, thì cũng dở, có bị lộn gì không? Thiệt mà, bởi vì tôi mới hỏi bà đó. Chết tôi rồi. Vậy nè, à, trời. Chị đi đâu vậy? Dạ dạ em vô casting. Ơ dạ casting đang nghỉ nửa tiếng trước rồi ạ. Ủa? Chị ơi, chị em nói nghe nè. Ừ, em có đăng ký casting rồi, nhưng mà hồi sáng nay có công chuyện bận cho nên em tới trễ chút xíu. Hay là bây giờ chị cho em vô casting luôn có được dạ, không? Dạ nhưng mà ban giám khảo đã về hết rồi ạ. Ban giám khảo về hết rồi dạ, hả? Dạ, họ đã nghỉ hết rồi. Sao? À, họ kia chị. Ê! Hoàng Anh! Vậy nha. Dạ rồi, có liền. Chào. Ngồi. Dạ, chào anh. Nói chung là bé này thì... Sao bà Hoàng Anh lại quen với đạo diễn ta? Nghe nè. Anh à, chị dâu á có thân với lại ban giám khảo của vở kịch Chàng trai và cô gái xấu xí không vậy? Ờ, đúng rồi. Ban giám khảo của vở kịch đó là bạn hồi học cấp 3 với chị dâu hả? Nhưng mà có thân với nhau lắm không? Ồ, em biết rồi, em biết rồi. À, chuyện riêng của em không có quan trọng nên đừng có hỏi. Ờ, vậy nha. Ủa, là bạn cấp 3 hả bà? Ừ, hồi nãy á hả, tôi thấy mấy người đó nói chuyện với nhau cũng có vẻ thân thiết lắm. Tôi nghĩ á, chỉ cần một cuộc điện thoại của chị thôi á, biết đâu người ta sẽ cho tôi casting lại. Kim Chi, vậy bà nói với chị đi, chẳng phải là bà thích diễn cái vở kịch đó lắm hả? Nói đi, nói một tiếng là chị giúp hả? Nhưng mà tôi với chị có thân với nhau đâu, chị nói chuyện sắp ốc gần chết à. Tôi còn có lòng tự trọng của tôi nữa chứ bộ. Nhưng mà đâu có sao đâu, quan trọng là bà thích mà. Chỉ cần nhịn chút xíu thôi là mình được gì rồi, đúng không? Anh ơi. À, chị ơi, chị khám bệnh, chị ra đó chị ngồi, chị chờ tới lượt hả chị? À, không phải. Tôi tới để gặp chị Hoàng Anh. Có gì anh nhắn với chị giùm tôi với. Chờ tôi xíu. Alo. Dạ bác sĩ. Dạ ngoài quầy có người kiếm bác sĩ à. Ai vậy? Ủa cô là ai? À, cứ nói với chị á, là em dâu là chị biết à. Dạ. Dạ cô ta là em dâu, nói là chị biết à. Nói tôi đang khám bệnh, chờ xíu nha. Chị ơi. Vậy giờ tôi vô ha. Dạ khoan bác sĩ bức. Bác sĩ nói là chị ngồi chị chờ một chút. Nhưng mà nè, anh có nói là tôi là em dâu không? Dạ có, tôi nói rồi, nhưng mà bác sĩ nói chị chờ một chút. Em dâu cũng phải chờ hả? Chắc vậy. À, chờ thì chờ. Được rồi, phải cố gắng nhịn nhục mới được việc. Chỉ một lần thôi, nhịn một lần mà dễ dàng cả đời. Y tá Nam. Dạ chào bác. Có ai vô khám bệnh không? Thôi tôi đi ăn trưa à. Ủa còn sớm rồi bác. Chứ ở không làm cái gì? Ờ dạ cô chú anh chị có 2 tháng không à. Dạ thôi bác đi ăn trưa đi bác. Bao giờ em mới được vô gặp chị Hoàng Anh vậy?
Chị ráng đợi xíu nha, bác sĩ xong là bác sĩ ra liền á. Đợi nữa hả? Không sao. Em ơi. Dạ dạ. Bây giờ chị đi họp nha. Dạ. Cái gì á, ai gặp chị á thì hẹn lại chị nghe. Dạ dạ. Chị dâu. Ủa em? Dạ. Em còn chờ tới giờ này luôn hả? Dạ. Nhưng mà bây giờ chị có chuyện gấp rồi, chị đi họp, có gì gặp sau nha. Ê khoan khoan đã chị. Nhưng mà em có chuyện muốn nói với chị. Chuyện này gấp lắm. Gấp không? Gấp lắm. Gấp lắm hả? Dạ. Không thôi bây giờ chờ chị một tiếng nha, chị họp xong rồi chị về liền nha nha nha. Chị gấp lắm. Chị gấp hơn, chị gấp hơn. Đi luôn. Chị ơi. Tôi được vô rồi hả? Dạ không. Chị hay là chị ngày mai chị tới nha. Giờ cũng trễ lắm rồi, tụi em cũng phải về nữa nha chị. Ủa? Để chị. Nhưng mà tôi ngồi đây đợi cả ngày rồi mà. Nhưng mà chị Hoàng Anh chưa về. Chị mà ngồi đây đợi là em ngồi đợi chung chị luôn á. Tôi ngủ một giấc vậy mà cũng chưa về hả? Trời, em ngủ té luôn á, chưa về. Ủa? Hai người chưa về hả? Chị dâu. Em đợi chị tới giờ này luôn hả? Chị kêu em đợi chị mà. Ok, vô phòng chị. Chị em về nha. Em về đi, em về đi. Hôm nay có chuyện gì mà mẹ của Bơ đến đây thăm chị vậy? Dạ. Có chuyện muốn nói chị hả? Dạ em... Em đừng nói là em tới đây em thăm chị khơi khơi vậy nha. Chị không có tin đâu đó. À, em có mang bánh tới cho chị nè. Cảm ơn em, chị không có ăn. Có chuyện gì nói thẳng đi cưng. Chuyện em tới đây tìm chị á, chị đừng nói cho ai biết nghe. Ừ, chị biết rồi, em nói đi. Hôm bữa em có đăng ký đi casting giữa kịch chàng trai và cô gái xấu xí, mà tự nhiên hôm đó các em bận công chuyện bất ngờ quá cái không có đi tới casting kịp. Mà em nghe nói á là hình như chị quen với đạo diễn phải không? Ông Tuấn hả? Dạ đúng rồi đó. À, bạn học hồi cấp 3 với chị cũng thân lắm. Dạ thì là bạn thân của nhau á, cho nên là em định nhờ chị nói với anh đạo diễn á là cho em đi casting lại được không? Đâu có được em. Chị nghe nói cái vở kịch đó là vở kịch lớn dữ lắm á, được phát trên truyền hình luôn đúng không? Dạ. Vậy thì mình phải casting công bằng chứ, làm sao mà tình cảm riêng tư mà casting riêng được cưng. Em biết á là đúng theo lẽ thường á là không có được đâu. Mình làm sao mà mình được đi casting riêng như vậy được. Ok. Nhưng mà chị là bạn thân cho nên em nghĩ là chị chỉ cần nói cái là được. Chị thì chị nghĩ là khó lắm, với lại em cũng đừng làm khó chị. Em hiểu không, bạn bè á, nhiều khi mình nhờ giả qua lại nhiều quá cái tình bạn nó rạn nứt. Nhưng mà chỉ có một lần thôi, đâu có sao đâu chị. Không được đâu em. Với lại chị nghĩ là chị cũng không biết khả năng của em tới đâu, chị đâu có biết được đâu mà tự nhiên giờ giới thiệu lỡ em làm không được thì sao. Em chắc chắn với chị là được, 100% là được. Được không? Dạ được. Thử đi. Thử? Ừ. Ở đây. Ừ. Mẹ ơi mẹ, mẹ cho con đi chơi đi mẹ, con muốn đi chơi quá à. Nè, con đi chơi như vậy á thì ở nhà ai chăm sóc cho bà? Con còn nhỏ phải ở nhà lo chăm sóc cho bà chứ. Mẹ ơi, con muốn đi chơi à, mẹ cho con đi chơi đi, con không chịu đâu. Trời ơi, nó muốn đi chơi thì cho nó đi chơi đi. Trời ơi, con nít mà, con nít đi chơi là chính. Bắt nó ở nhà mà lo cho bà làm cái gì. Má tự lo được cho má không sao hết á. Con cứ để nó đi chơi đi. Bà ơi, bà con thương bà nhất á, con cảm ơn bà nhiều nha. Đó nè nè, con thấy là bà thương con chưa? Bởi vậy phải biết hiếu thảo thương bà nghe chưa? Dạ đúng rồi, con thương bà nhất. Thì bây giờ con sẽ hát tặng bà một bài nha bà nha. Bài hát mà con rất là hay hát cho bà nghe đó. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Nhưng cháu vui lời, cháu thấy bà vui. Trời ơi, thấy con nhỏ này dễ thương hết sức.
à. Bởi vậy đó là mới nói là con mới thương nó nhất ở trong nhà đó. Cha trời, con thấy mẹ với nó như vậy là con hạnh phúc lắm mẹ ơi. Yeah, cả nhà hạnh phúc. Trời, chị cười vui quá hả chị ha. Nãy giờ em không bi kịch hài kịch hay chính kịch vậy? Bi hài chính kịch. Vừa đang xen giữa tình cảm hài hước và tình yêu thương gia đình. Chị không biết em đóng gì mà chị thấy nó lố bịch sao. Thấy nó cười. Xin lỗi em. Không sao hết. Nhưng mà bù lại được giọng hát. Dạ, giọng hát hay đúng không chị? Em chỉ thấy cái giọng hát em là hay. Dạ, sắp bằng chị rồi đó. Dạ em cũng thấy vậy á. Nhưng mà quan trọng là chị thấy năng khiếu diễn xuất của em được đúng không chị? Thật ra thì hồi nãy chị đã nói rồi đó, nó hơi bị lố lố mà nó sao đâu á, chị thấy nó kịch, chưa kịch là phải over lên chị, over lên, over hơn bề ngoài. À dạ dạ dạ, là em rất là phù hợp với tại cái sân khấu. Chị cũng hay đi xem kịch á, thì chị thấy diễn viên người ta cũng diễn kịch nhưng mà người ta thật lắm. Còn hồi nãy chị thấy em diễn không có thật á, bị gì. Ơ nhưng mà không sao, mình mới mà, nhưng mà phải cố gắng nhiều hơn. Chế. Em đúng, sẽ đúng chế. Rồi đúng rồi, ok. Vậy thì chị gọi điện giúp em một cuộc điện thoại chứ. Nhưng hồi nãy mình nói á, em muốn thi dữ vậy luôn hả? Dạ thiệt chứ chị, tại đây là vở kịch mà lớn nhất cả nước mình. Ồ vậy hả? Dạ. Ờ ok, đợi đợi chị xíu. Dạ. Alo, ông Tuấn hả? À, cái vở kịch á, Chàng trai cô gái xấu xí. À, vở kịch Chàng trai và cô gái xấu xí của ông á, sao rồi? Biết sao không? Tại vì á, tôi có con nhỏ em năng khiếu lắm. Nhưng mà cái hôm mà đi casting đó thì bị bận việc cho nên không có đi được. Bây giờ á, cho người ta cơ hội được không? Được hả? 3 giờ ngày mai hả? Ok, cảm ơn ông nhiều nha. Rồi bữa nào gặp nha, cái gì tôi đẩy uống cà phê nha. Rồi cảm ơn ông. 3 giờ ngày mai đúng không chị? Ừ. Dạ em nhớ rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm, thiệt tình là em rất là cảm ơn chị luôn á. Nè, không có được lặp lại cái tình trạng này thêm một lần nào nữa nghe chưa? Ok. Tại sao vậy chứ? Tại sao? Thôi mà, đừng có khóc nữa. Nè, ăn đi. Tôi thấy bà được có cơ hội đi thi như vậy á đã là tốt lắm rồi. Bà không hiểu đâu, tại sao tôi hát mà có mấy câu à mà mấy người đó lại cắt ngang xong rồi cho tôi rớt luôn chứ. Bây giờ đã lỡ rớt rồi, ngồi khóc ngoài cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu đúng không? Thôi bà ăn cái gì đi, bà khóc từ trưa tới giờ rồi bà đâu có ăn cái gì được đâu. Nhưng mà bà không hiểu được cảm giác của tôi. Đâu, tôi không có chấp nhận được. Tại sao lại như vậy á? Thì dở quá rớt thôi, chứ cứ hỏi tại sao hoài. Qua bao thời gian sống chung bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang, sống xô tùy sông. Làm sao mà trông chưa đổ bên, biết nơi nào đụng trông. Ok ok ok, được rồi cô. Mình không thể nào rớt được, không thể nào rớt được. Giọng hát á, và ngoại hình của cô á là khá ổn. Đúng rồi, bài biểu diễn của mình tốt mà. Và tôi quyết định là đậu. Đậu, nhất định phải là đậu. Tôi không thể cho cô đậu. Vì vở kịch á, ta cần những nhân tố á, vừa biết hát vừa biết biểu diễn. Xin lỗi cô. Thôi, đủ rồi. Người tiếp theo, Bùi Đức Tâm. Dạ mời chú. Chắn là chị dâu đã nói với giám khảo không cho mình đậu. Chị muốn mình xấu mặt đây mà. Bài biểu diễn của mình tốt như vậy,
không thể nào rớt được. Không thể tha thứ cho chị được. Phải chọi cục đá này cho chị bể đầu chết luôn. Hoàng ơi! Cô sao? Chị dâu, sao vậy hả? Trời ơi, sao nằm dưới đất vậy cưng? Chị! Trời ơi, cục đá gì đâu mà cầm trên tay vậy, em chị đi mấy đứa. Đi có tin sao rồi? Hả? Thôi chết rồi, giờ chị đi họp gấp rồi. Thôi chị đi nha, có gì nói chuyện sau nha cưng. Chị...